Chào mừng các em đã đến với buổi học trực tuyến ngày hôm nay. Hôm nay, cô trò chúng ta lại được gặp nhau ở tiết ôn tập tổng hợp trong học kỳ 2 này. Các tiết ôn tập trước, các bạn đã được ôn từng phân môn riêng bao gồm văn bản, tiếng Việt và tập làm văn. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục có thêm một tiết ôn tập tổng hợp thông qua việc giải một số dạng đề cụ thể giúp các bạn rèn kỹ năng vận dụng. Kỹ năng nhận diện đề, kỹ năng phân tích và kỹ năng làm bài để chúng ta làm quen trước khi kiểm tra. Bây giờ, cô cho chúng ta vào ôn luyện tổng hợp với một số đề thi học kỳ của những năm học trước. Trước tiên, cô giới thiệu về cấu trúc đề thi học kỳ 2 chia làm 2 phần như thế này. Phần 1 là phần đọc hiểu văn bản và tiếng Việt, phần này 6 điểm. Phần 2 là phần tạo lập văn bản, 4 điểm. Ở phần này, các bạn sẽ chọn một trong hai đề, một đề nghị luận chứng minh và một đề nghị luận giải thích. Việc quan trọng đầu tiên khi các bạn tiếp nhận đề là các bạn phải đọc kỹ đề ít nhất 2-3 lần để xem đề yêu cầu những gì, những đơn vị kiến thức nào tái hiện trong đề và hình thức làm bài như thế nào. Không chỉ đọc 2-3 lần cho thật kỹ mà còn phải có kỹ năng đọc đề như phải đọc chậm rãi, vừa đọc vừa suy nghĩ. Hãy dùng bút chì gạch chân dưới những từ khóa, những ý chính mà mình cần lưu ý trên đề để có những định hướng chính xác. Sau khi chúng ta đọc xong, chúng ta cũng đừng vội làm bài ngay. Hãy lấy giấy nháp viết ra những đáp án phù hợp với câu hỏi, sau đó chỉnh sửa nếu có, rồi mới làm bài chính thức. Tránh gạch xóa tùy tiện trong bài, có như vậy thì bài làm của bạn mới đạt điểm cao. Cô trò chúng ta bắt đầu đi vào ôn tập đề số 1 nhé. Ở đề 1, phần 1 đọc hiểu văn bản và tiếng Việt, phần này 6 điểm, người ta cho chúng ta một yêu cầu như sau. Đọc phần văn bản sau và trả lời câu hỏi. Cô mời các bạn cùng nhau đọc văn bản. Sau khi kết thúc màn pháo hoa chào mừng năm học mới, nhiều người rời đi để lại phố đi bộ Nguyễn Huệ tràn ngập chai lọ, túi ni lông, giấy, kẹo, khiến không ít người phải xót xa. Trong khi những nhân viên vệ sinh tại con phố này chưa thể dọn dẹp do dòng người đi lại quá đông, nhiều bạn học sinh, sinh viên đã nán lại, chung tay dọn dẹp rác thải. Bạn Thu Trang, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mình thấy rác quá nhiều và vài nhóm tình nguyện bắt đầu đi nhặt rác theo sự phân chia nhau trước đó, nên mình cũng tự nhặt rác luôn. Sau khi các bạn trẻ hoàn tất công việc là khoảng 2 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2008, tuy mệt nhưng tất cả đều cảm thấy rất vui và họ hy vọng từ hành động nhỏ này mọi người sẽ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường hơn. Câu hỏi thứ nhất, câu 1, 3 điểm. A nhỏ, chỉ ra ít nhất 2 sự việc đối lập ở trong văn bản trên. B nhỏ, đặt nhan đề cho văn bản và cho biết vì sao em đặt nhan đề đó. C, thực hiện lời nhắn nhủ của tác giả viết. Mọi người sẽ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường hơn. Bản thân em và các bạn trong lớp sẽ làm gì để giữ gìn trường lớp của mình sạch sẽ? Câu 2 cũng 3 điểm với 3 câu hỏi nhỏ. A, chỉ ra một câu có sử dụng dấu chấm lửng trong văn bản trên. B, tác dụng của dấu chấm lửng trong câu em vừa tìm được. Và câu C, đặt một câu có sử dụng phép liệt kê, thể hiện thái độ, tình cảm của em đối với các anh chị học sinh, sinh viên ở trong văn bản trên. Phần 2 lớn, đây là phần tạo lập văn bản gồm 4 điểm. Các em sẽ được chọn một trong hai đề như sau. Đề thứ nhất, chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ, có chí thì nên. Và đề thứ hai, giải thích giá trị của lời nói trong câu tục ngữ, lời nói gói vàng. Bây giờ cô trò cùng ôn tập, tổng hợp kiến thức và cách làm bài kiểm tra. Trước tiên chúng ta đi vào phần 1. Ở phần này, ngữ liệu bao giờ cũng trích dẫn bằng một đoạn văn và một đoạn thơ hay một câu chuyện được lấy ở ngoài sách giáo khoa. Như vậy, để làm tốt và đạt được trọn vẹn 6 điểm thì các bạn phải đọc kỹ văn bản và trong quá trình làm cả hai câu văn bản và tiếng Việt đều phải bám sát văn bản đã cho. Phần 1, đọc hiểu văn bản và tiếng Việt. Ở câu 1, 3 điểm tương ứng với 3 câu hỏi. Câu 1A,
chỉ ra ít nhất hai sự việc đối lập ở trong văn bản trên. Đối với dạng câu hỏi này thì các em phải đọc kỹ văn bản, sau đó tìm ra hai chi tiết hoặc hai sự việc. Nhớ là hai chi tiết và hai sự việc này phải nằm ở trong văn bản đấy và có mối quan hệ tương phản đối lập với nhau. Sự việc 1. Nhiều người rời đi để lại phố đi bộ Nguyễn Huệ tràn ngập chai lọ, túi ni lông, giấy, kẹo. Sự việc 1 này liên quan đến việc xả rác của người dân. Sự việc 2. Nhiều bạn học sinh, sinh viên đã nán lại, chung tay dọn dẹp rác thải. Sự việc 2 này lại nói đến việc nhặt rác, bảo vệ môi trường của các bạn học sinh, sinh viên. Các bạn lưu ý, tránh ghi hai sự việc quá ngắn gọn, quá cụt lủn, không đủ ý. Nếu các em chỉ ghi xả rác và nhặt được và nhặt rác chỉ được một nửa số điểm, hoặc các em gộp hai sự việc này lại với nhau như nhiều người rời đi để lại phố đi bộ Nguyễn Huệ tràn ngập chai lọ, túi ni lông, giấy, kẹo đối lập với sự việc là các nhóm bạn trẻ hoàn tất công việc lúc 2 giờ sáng thì các em cũng bị trừ điểm vì sự việc chưa rõ ràng. Cho nên khi trả lời dạng câu hỏi này, các em nên trích lại nguyên văn hoặc viết lại đầy đủ ý trong câu văn trên đề thi. Câu 1B, đặt nhan đề cho văn bản và cho biết vì sao em đặt nhan đề đó. Theo các em, trong câu B này có mấy yêu cầu? Trong câu B này có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là đặt nhan đề cho văn bản. Yêu cầu thứ hai là sẽ giải thích vì sao em lại đặt nhan đề đó. Có nhiều bạn khi làm bài do không đọc kỹ câu hỏi hoặc do các em hấp tấp, vội vàng nên đã bỏ sót ý trong câu hỏi. Vì vậy, để tránh sai sót, tránh bỏ sót ý, chúng ta cần phải đọc kỹ câu hỏi. Hoặc để chắc chắn hơn nữa khi đọc câu hỏi, chúng ta nên lấy bút, gạch chân những từ ngữ quan trọng và tách riêng từng ý trong câu hỏi để lần lượt trả lời. Về yêu cầu thứ nhất là đặt nhan đề. Để đặt nhan đề cho một tác phẩm hay một đoạn trích thì các em cũng cần phải đọc kỹ tác phẩm để nắm được chủ đề, nội dung của tác phẩm. Và dựa vào nội dung, chủ đề đó chúng ta sẽ đặt nhan đề phù hợp nhất. Cũng có nhiều trường hợp tác giả đặt nhan đề dựa theo tên nhân vật chính của tác phẩm. Ví dụ như một văn bản chúng ta đã học, đấy là Chị Dậu hay là Lão Hạc của Nam Cao. Tuy nhiên, văn bản này chỉ là một đoạn trích ngắn và không viết về một nhân vật cụ thể, nên không thể đặt tên văn bản theo nhân vật. Vì vậy, chúng ta sẽ dựa vào nội dung chủ đề của văn bản. Vậy, văn bản này nội dung là gì? Nội dung nói về sự đối lập giữa ý thức, thái độ, hành động của mọi người trong việc xả rác nơi công cộng và thông qua hành động đẹp của các bạn trẻ để kêu gọi mọi người giữ gìn vệ sinh chung, thì chúng ta có thể đặt những nhan đề như ý thức bảo vệ môi trường, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, nhặt rác, xả rác, ý thức nơi công cộng hay là ý thức bảo vệ môi trường. Và nếu như đặt nhan đề đúng thì các em sẽ được chọn điểm. Tuy nhiên, nếu nhan đề các em đặt quá dài, diễn đạt câu văn lủng củng dù nó phù hợp với nội dung thì các em cũng chỉ đạt được 1/2 số điểm mà thôi. Yêu cầu thứ hai trong câu B là vì sao em đặt nhan đề đó. Tức là bắt chúng ta phải giải thích được việc vì sao chúng ta đặt nhan đề đó mà không phải là một nhan đề khác. Vậy thì chúng ta phải đưa ra được một lý do phù hợp. Khi đặt nhan đề, chúng ta dựa vào nội dung chủ đề của văn bản, thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích vì nó phù hợp với nội dung của văn bản, hoặc nó khái quát được nội dung của văn bản, hay là nó thể hiện được tinh thần của văn bản. Các em có thể trả lời rõ hơn: vì nó phù hợp với nội dung của văn bản là ý thức bảo vệ môi trường nơi công cộng. Và với câu giải thích đúng thì các em sẽ được toàn bộ số điểm của ý này. Vậy là chúng ta đã cùng nhau trả lời câu B. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu hỏi cuối cùng của câu 1, đấy là câu C.
Xe nhỏ. Thực hiện lời nhắn nhủ của tác giả viết, mọi người sẽ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường hơn. Bản thân em và các bạn trong lớp sẽ làm gì để giữ gìn trường lớp của mình sạch sẽ? Nếu như câu A là dạng câu nhận biết, đây là loại câu hỏi đơn giản nhất, vì nhìn vào tác phẩm chúng ta sẽ nhận diện được nội dung hoặc chi tiết. Câu B và câu C lại là câu thông hiểu. Loại câu hỏi này thì sẽ kiểm tra mức độ hiểu biết cũng như suy nghĩ của các em về vấn đề được đặt ra trong bài. Thì câu C này chính là câu vận dụng, tức là từ sự nhận biết, từ sự hiểu biết của các em về vấn đề đặt ra, các em hãy nêu lên hành động hay là việc làm cụ thể của bản thân mình và các bạn trong lớp để giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhà trường và lớp học. Vậy các em sẽ làm gì để trường lớp của mình được sạch sẽ hơn? Công việc cụ thể mà ngày nào đến lớp, cô và các bạn cũng thấy đó chính là việc quét lớp, đổ rác, lau cửa kính, tưới cây xanh. Chính những hành động nhỏ này đã góp phần vô cùng to lớn giúp các em có không gian sạch sẽ, thoải mái ở lớp, ở trường. Như vậy là chúng ta đã trả lời xong câu hỏi thứ nhất. Bây giờ chúng ta sang câu hỏi thứ hai. Các câu hỏi về phần tiếng Việt. Câu hai này cũng cho chúng ta 3 điểm. Câu A nhỏ, chỉ ra một câu có sử dụng dấu chấm lửng trong văn bản trên. Trước khi đi vào câu trả lời, bất kỳ dạng câu hỏi nào thì thứ nhất chúng ta cũng phải đọc kỹ câu hỏi để xác định yêu cầu của đề bài là nhận diện. Chỉ ra một câu có sử dụng dấu chấm lửng. Thứ hai là nhớ lại những kiến thức liên quan để trả lời. Và kiến thức được nhắc đến trong câu hỏi này là dấu chấm lửng mà chúng ta đã được học. Vậy, chúng ta hãy cùng nhớ lại kiến thức về dấu chấm lửng. Dấu chấm lửng hay còn gọi là dấu ba chấm là một dấu câu được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong khi viết. Vậy, chỉ ra một câu có sử dụng dấu chấm lửng trong văn bản trên. Ở đây, các em phải xác định đề yêu cầu chỉ ra, tức là các em sẽ lấy ra một câu trong văn bản có sử dụng dấu chấm lửng, chứ không lấy câu văn ở ngoài văn bản. Và nhớ là chỉ lấy một câu duy nhất. Vậy, trong văn bản này, câu nào có sử dụng dấu chấm lửng? Đó chính là câu: sau khi kết thúc màn pháo hoa chào mừng năm học mới, nhiều người rời đi để lại phố đi bộ Nguyễn Huệ tràn ngập chai lọ, túi ni lông, giấy, kẹo, khiến không ít người phải xót xa. Khi chỉ ra được câu văn đầy đủ như thế này thì các em sẽ được chọn điểm. Tuy nhiên, các em cần lưu ý. Thứ nhất, đề yêu cầu chỉ ra một câu văn hoàn chỉnh mà nhiều bạn chỉ ghi lại sự việc hoặc chi tiết mà không phải là một câu văn hoàn chỉnh thì các em sẽ bị trừ điểm. Ví dụ, các em sẽ ghi ngắn gọn lại, đấy là nhiều người rời đi để lại phố đi bộ Nguyễn Huệ tràn ngập chai lọ, túi ni lông, giấy kẹo khiến không ít người phải xót xa. Tức là các em sẽ rút ngắn cái phần đầu hoặc phần cuối của câu văn này đi. Hoặc có bạn sẽ ghi là sau khi kết thúc màn pháo hoa chào mừng năm học mới, nhiều người rời đi để lại phố đi bộ Nguyễn Huệ tràn ngập chai lọ, túi ni lông, giấy kẹo, ba chấm. Các bạn kết thúc ở đây thì các em cũng sẽ không được chọn điểm. Lưu ý thứ hai, đấy là đề yêu cầu chỉ ra một câu, mà nếu như các bạn chỉ ra nhiều hơn một câu, tức là hai hoặc ba câu trong đó, thì mặc dù là cả ba câu đều đúng, cả hai câu đều đúng, thì các bạn cũng sẽ không được chọn điểm. Tiếp tục câu hỏi thứ hai. Tác dụng của dấu chấm lửng trong câu em vừa tìm được. Chúng ta đã học dấu chấm lửng có 3 tác dụng. Tác dụng thứ nhất, tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết. Tác dụng thứ hai, thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng ngắt quãng. Và tác dụng thứ ba, làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm. Tuy nhiên, đề yêu cầu là nêu tác dụng của dấu chấm lửng trong câu em vừa tìm được, thì chúng ta không ghi hết cả 3 tác dụng mà chỉ ghi ra đúng một tác dụng phù hợp nhất với câu văn. Nếu như chúng ta ghi 2 hoặc 3 tác dụng
thì chúng ta sẽ bị trừ điểm vì chưa nêu rõ tác dụng hay tác dụng còn chung chung. Vậy tác dụng của dấu chấm lửng trong câu văn này là gì? Sau khi kết thúc màn pháo hoa chào mừng năm học mới, nhiều người rời đi để lại phố đi bộ Nguyễn Huệ tràn ngập chai lọ, túi ni lông, giấy, kẹo, chấm lửng, khiến không ít người phải xót xa. Và dấu chấm lửng trong trường hợp này chính là tỏ ý còn nhiều loại rác tương tự chưa liệt kê hết. Và các em chú ý là khi nêu tác dụng của phép liệt kê thì chúng ta cũng thêm vào, lồng ghép vào nội dung của văn bản. Cô lấy ví dụ cụ thể như là thay vì các con ghi tác dụng là tỏ ý còn nhiều sự vật hiện tượng chưa liệt kê hết, thì chúng ta sẽ thay từ sự vật hiện tượng bằng những từ ngữ cụ thể hơn gắn liền với văn bản. Ví dụ ta có thể ghi tỏ ý còn nhiều loại rác tương tự chưa liệt kê hết. Vậy thì tác dụng của phép liệt kê này sẽ phù hợp với nội dung của câu văn trên hơn và chúng ta sẽ được chọn điểm hơn. Sang đến câu C, đặt một câu có sử dụng phép liệt kê thể hiện thái độ, tình cảm của các em đối với các anh chị học sinh, sinh viên ở trong văn bản trên. Đối với dạng câu hỏi này, các em phải chú ý 3 điểm. Thứ nhất, đây là dạng câu hỏi đặt câu, tức là các em phải vận dụng hết từ ngữ, ngôn phong của mình để đặt một câu văn có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, chứ không phải là chép lại một câu trong đoạn văn trên. Bởi vì người ta yêu cầu mình đặt câu mà, tức là câu văn đấy phải là câu văn do mình đặt ra. Thứ hai, câu văn em đặt phải sử dụng phép liệt kê. Vậy thì các em phải nhớ thế nào là phép liệt kê. Liệt kê là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ sơ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay của tư tưởng, tình cảm cần thể hiện. Thứ ba, về nội dung của câu văn đó phải thể hiện thái độ, tình cảm của em đối với các anh chị học sinh, sinh viên ở trong văn bản trên. Các em chú ý ở đây thể hiện tình cảm, thái độ của bản thân em chứ không phải là của ai khác. Và các em cần phân biệt được sự khác nhau giữa thái độ với lời đánh giá, nhận xét. Ví dụ như, đó là hành động rất tốt, đó là hành động đẹp, hay là đó là hành động không đúng. Vậy, em phải thể hiện thái độ hay tình cảm gì? Đó là tình cảm yêu mến, trân trọng, ca ngợi, tự hào. Ví dụ, các em có thể đặt như sau. Em yêu mến, trân trọng những việc làm của các anh chị học sinh, sinh viên khi tham gia nhặt rác. Lưu ý, đặt câu xong cuối câu phải có dấu kết thúc câu phù hợp. Gạch chân những từ ngữ liệt kê, nếu không có dấu kết thúc câu và gạch chân thì các em cũng sẽ bị trừ điểm. Như vậy là chúng ta đã làm xong phần 1. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2 lớn, tạo lập văn bản. Để làm tốt bài ở phần này, các bạn chú ý đọc kỹ đề, xem đề yêu cầu những gì về hình thức và nội dung. Phần này các bạn chọn một trong hai đề nghị luận mà chúng ta đã học ở học kỳ 2. Một đề là lập luận chứng minh và một đề là lập luận giải thích. Đề 1, chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ có chí thì nên. Đề 2, giải thích giá trị của lời nói trong câu tục ngữ lời nói gói vàng. Dù các bạn chọn đề nào thì các bạn cũng lưu ý giúp cô. Thứ nhất, nắm phương pháp làm bài của mỗi kiểu bài. Nếu là kiểu bài nghị luận chứng minh thì đòi hỏi các em phải dùng phần lớn là dẫn chứng để chứng minh, ít nhất phải từ 2 đến 3 dẫn chứng và nên được phân tích một cách sâu sắc để tạo sức thuyết phục. Còn nếu là kiểu bài nghị luận giải thích thì các em phải dùng nhiều lý lẽ để giải thích, chỉ dùng 1 đến 2 dẫn chứng, không cần phân tích sâu. Sau khi tìm ý xong, các em phải lập dàn ý vào giấy nháp trước khi làm bài để tránh sai sót hoặc thiếu ý hay lộn xộn. Đối với văn nghị luận thì chú ý, cách lập luận phải rõ ràng, luận điểm, luận cứ cụ thể, xác đáng. Bài làm cần mở rộng liên hệ với các câu chuyện, các câu tục ngữ khác, danh ngôn, nội dung tương tự để bài làm sâu sắc và thuyết phục hơn.
Bố cục 3 phần rõ ràng, cụ thể, lời văn phải trong sáng và dễ hiểu. Chú ý, không lẫn lộn kiểu bài hay sai thể loại sang tự sự, miêu tả. Cô gợi ý cho các bạn một dàn ý cụ thể như sau. Đề thứ nhất, chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ có chí thì nên. Phần đầu tiên là phần mở bài. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đấy là dẫn dắt và giới thiệu được câu tục ngữ có chí thì nên. Từ đó, ta rút ra được luận điểm và phải trích dẫn lên câu tục ngữ. Thứ hai, đấy là phần thân bài, các em phải trình bày được những ý như sau. Ý thứ nhất, chúng ta phải giải thích ngắn gọn câu tục ngữ chí là gì và nên là gì. Thứ hai, khẳng định nếu có lòng quyết tâm, sự nỗ lực làm một việc gì đấy thì chắc chắn con người sẽ thành công. Và thứ ba, nêu và phân tích các biểu hiện cụ thể về ý chí, nghị lực vượt khó và làm nên thành công. Đây chính là phần các em nêu lên dẫn chứng. Phần dẫn chứng này, các em có thể nêu những tấm gương xưa và nay, những tấm gương trong nước, ngoài nước ở mọi lứa tuổi. Ví dụ, như Bác Hồ, một tấm gương vượt qua bao khó khăn trở ngại để đưa đất nước ta từ lầm than nô lệ trở thành một đất nước độc lập và tự cường. Hay trong học tập, có tấm gương thầy Nguyễn Ngọc Ký nổi tiếng qua bao nhiêu thế hệ, hay những tấm gương vĩ đại khác trên thế giới như nhà văn Lev Tolstoy, các nhà khoa học như Pierre hay Marie Curie. Họ chính là những tấm gương sáng của nhân loại về đức tính kiên trì. Hoặc có thể nêu những sự việc, những hiện tượng trong đời sống xã hội. Các em nhớ là các em có thể trình bày theo cách liệt kê dẫn chứng hoặc đi sâu phân tích vài dẫn chứng cụ thể. Thứ tư là phản biện, hay cô còn gọi đấy là phần lật ngược vấn đề. Chúng ta ở phần này, ta sẽ phê phán bên cạnh những người có ý chí, nghị lực thì còn những người rất là dễ dàng buông xuôi, bỏ cuộc trước khó khăn. Bởi ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm là cơ sở quyết định mọi sự thành công. Cho nên chúng ta bắt buộc chúng ta nên, mỗi con người chúng ta nên phải có ý chí và có lòng quyết tâm. Phần cuối cùng là phần kết bài. Ở phần này chúng ta phải khẳng định lại một lần nữa tính đúng đắn của câu tục ngữ có chí thì nên. Đây là lời răn dạy của ông cha ta với thế hệ sau về con đường đi đến thành công. Cần ý chí, nỗ lực không ngừng nghỉ. Và các em có thể liên hệ đến chính bản thân mình. Với đề thứ 2 ở phần tạo lập văn bản này, chúng ta lại có một đề văn nghị luận giải thích. Giải thích giá trị của lời nói trong câu tục ngữ lời nói gói vàng. Để giải quyết vấn đề này, cô cũng có những gợi ý như sau. Phần mở bài, chúng ta dẫn dắt và giới thiệu được câu tục ngữ lời nói gói vàng. Phần thân bài, chúng ta sẽ giải thích ngắn gọn câu tục ngữ lời nói là gì, gói vàng là gì, ý nghĩa của cả câu tục ngữ là gì. Thứ hai, chúng ta phải giải thích ra được rằng tại sao nói lời nói lại gói được vàng. Và thứ ba, cần rút ra câu tục ngữ có ý nghĩa gì. Thứ năm, chúng ta phải hiểu được giá trị của lời nói. Mỗi người cần phải có ý thức gì trong giao tiếp, trong cuộc sống hàng ngày khi nói chuyện với nhau. Và cuối cùng, câu tục ngữ phê phán hiện tượng nào? Đấy có thể là câu tục ngữ phê phán hiện tượng ăn nói bốp chát này, chua ngoa này, thiếu văn minh, thiếu lịch sự, thiếu suy nghĩ của một số con người. Và cuối cùng là phần kết bài. Ở phần kết bài này, các em lại tiếp tục làm hai nhiệm vụ. Thứ nhất là khẳng định giá trị của câu tục ngữ và các em tự liên hệ đến bản thân mình. Như vậy,
Trên đây là toàn bộ những gợi ý mang tính chất tham khảo và định hướng cho các em trong quá trình làm bài kiểm tra học kỳ 2. Để củng cố sâu hơn kỹ năng làm bài và mở rộng phần ôn tập tổng hợp này, cô trò mình cùng đi ôn tập thêm một đề khác nữa nhé. Chúng ta cùng sang đề số 2. Đề 2, phần 1, đọc hiểu văn bản. Các em lại cùng nhau đọc phần văn bản sau và trả lời câu hỏi. Người mẹ đang bận rộn nấu bữa ăn tối trong bếp. Bất ngờ cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào và đưa một mẩu giấy nhỏ. Người mẹ mở tờ giấy ra và đọc: "Thưa mẹ, hôm nay con đã làm rất nhiều việc có ích cho mẹ. Và để công bằng với sức lao động của con, mẹ phải trả cho con những khoản tiền sau: dọn dẹp phòng ngủ của con 10.000 đồng, trông em giúp mẹ 5.000 đồng, quét dọn sân 2.000 đồng, kết quả học tập tốt 10.000 đồng." Sau khi đọc xong, người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hy vọng. Bà cầm bút lên lật mặt sau của tờ giấy và viết: 9 tháng 10 ngày con nằm trong bụng mẹ, miễn phí. Những đêm thức trắng lo lắng, cầu nguyện khi con ốm đau, miễn phí. Những giọt nước mắt khi con nghịch ngợm mà không nghe lời mẹ, miễn phí. Tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mà mẹ dành cho con trong suốt mười mấy năm qua, miễn phí. Và giá trị hơn cả là tình yêu của mẹ dành cho con cũng miễn phí luôn con trai ạ. Theo quà tặng cuộc sống. Câu hỏi thứ nhất, 3 điểm. A nhỏ, xác định phương thức biểu đạt chính và đặt nhan đề cho văn bản trên. B nhỏ, tìm ít nhất 2 chi tiết trong văn bản để thấy được tình yêu của mẹ dành cho con. Và C, văn bản muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì? Câu 2, A, hãy chỉ ra phép liệt kê có trong văn bản trên. B, nêu tác dụng của phép liệt kê vừa tìm được. Và C nhỏ, đặt một câu có sử dụng dấu gạch ngang dùng để đánh dấu phần chú thích. Phần 2, tạo lập văn bản. Học sinh chọn một trong hai đề sau. Đề 1, dân tộc Việt Nam vốn chịu nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh, thiên tai. Vì thế, ông bà ta thường nhắc nhở con cháu, lá lành đùm lá rách. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ trên. Đề 2, giải thích của câu nói của Lenin, học, học nữa, học mãi. Cũng như đề 1 ở trên, các em sẽ vận dụng kỹ năng đọc đề, phân tích đề mà cô đã hướng dẫn kỹ lưỡng để áp dụng vào làm tiếp đề 2 này. Đề 2 này cũng có cấu trúc 2 phần như các em đã biết. Phần 1 ở đề 2 này, ngữ liệu có gì khác so với đề thứ nhất? Chúng ta cùng đi tìm hiểu, phân tích và trả lời từng câu hỏi. Đầu tiên là phần 1 lớn. Phần này 6 điểm, đọc hiểu văn bản và tiếng Việt. Câu 1. A. Xác định phương thức biểu đạt chính và đặt nhan đề cho văn bản. Ý thứ nhất, xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. Vậy, làm cách nào để các em xác định được phương thức biểu đạt của văn bản? Các em lưu ý nhé. Nếu đoạn văn trích dẫn là một đoạn thơ, thì phương thức biểu đạt thường là biểu cảm. Nếu đoạn văn thể hiện quan điểm, tư tưởng của người viết là nghị luận, còn đoạn văn có sự việc, có ngôi kể thì phương thức biểu đạt là tự sự. Và đề hỏi phương thức biểu đạt chính là chúng ta chỉ trả lời một phương thức biểu đạt duy nhất và đặc trưng nhất. Trong một văn bản có thể có sự kết hợp nhiều phương thức biểu đạt khác nhau, thế nên cần phải đọc kỹ đề, xác định đúng yêu cầu của đề. Ở đây, yêu cầu là cho biết phương thức biểu đạt chính thì chỉ có duy nhất một phương thức biểu đạt được thể hiện nhiều nhất, rõ nhất thì gọi là phương thức biểu đạt chính. Còn lại, các phương thức kết hợp bổ trợ để cho người viết thể hiện được sâu sắc nhất thông điệp mà họ muốn gửi tới người đọc. Vậy, phương thức biểu đạt của đoạn văn trên là tự sự đúng không nào? Vì nó có ngôi kể, có sự việc, có diễn biến câu chuyện. Cho nên, chúng ta sẽ trả lời phương thức biểu đạt chính là tự sự. Các em lưu ý, nếu bạn nào trả lời không phải là một phương thức biểu đạt mà là hai phương thức sẽ bị trừ một nửa số điểm, chứng tỏ nắm bài chưa vững hoặc đọc đề còn hấp tấp, không kỹ. Ví dụ, xác định phương thức biểu đạt chính là tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm, các em bị trừ điểm.
Ý thứ hai của câu này là các bạn sẽ đặt nhan đề cho văn bản. Các bạn còn nhớ kỹ năng cô hướng dẫn ở đề 1 nữa không? Các bạn phải nhớ khi đặt nhan đề cho văn bản, phải đọc kỹ văn bản, xem nội dung của văn bản là gì và nhan đề được đặt cần phải ngắn gọn, dễ hiểu, thể hiện được nội dung của văn bản. Ví dụ, nhan đề: biểu giá tình mẹ, bài học cho con, tình yêu của mẹ. Các em có thể đặt nhan đề khác nhau miễn là hợp lý. Câu B: tìm ít nhất 2 chi tiết trong văn bản để thấy tình yêu của mẹ dành cho con. Để làm tốt câu này, các bạn cũng phải bám sát văn bản, gạch chân trong văn bản chi tiết nào nói về tình thương của mẹ đối với con, đảm bảo đúng đủ 2 chi tiết. Gợi ý: 2 chi tiết, các em sẽ chọn 2 trong các chi tiết sau đây. 9 tháng 10 ngày con nằm trong bụng mẹ, những đêm thức trắng lo lắng, cầu nguyện khi con ốm đau, tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mà mẹ dành cho con trong suốt mấy năm qua. Các em lưu ý, không ghi cả câu, chỉ cần chọn lọc chi tiết. Nhưng không nên ghi quá ngắn gọn, cụt ý. Ví dụ như các em chỉ ghi lo lắng, cầu nguyện, như vậy sẽ mất hoàn toàn số điểm của câu. Tiếp tục, chúng ta sẽ nghiên cứu và tìm hiểu sang câu 1C. Văn bản muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì? Ý của câu hỏi này là lời nhắn nhủ của tác giả đến chúng ta rút ra bài học gì trong cuộc sống. Để trả lời chính xác, chúng ta cũng phải bám sát văn bản để nêu lên suy nghĩ của mình được gợi lên từ nội dung của văn bản. Ví dụ, trân trọng và yêu quý tình mẹ, biết ơn mẹ và làm cho mẹ vui lòng, biết đến những khó nhọc, vất vả của mẹ mà hãy sống xứng đáng với tình yêu thương của mẹ dành cho ta. Học sinh có thể trả lời theo nhiều cách khác nhau miễn là hợp lý. Câu 2. Hãy chỉ ra phép liệt kê trong các văn bản trên. Ở đề số 1, các em đã làm quen với dạng đặt câu có sử dụng phép liệt kê và cô cũng đã ôn lại cho các bạn kiến thức về liệt kê, thì đến đề số 2 này lại yêu cầu chúng ta nhận diện phép liệt kê có trong văn bản. Đầu tiên, để nhận diện, các em xác định được phép liệt kê thì các em cần phải nhớ phép liệt kê là gì. Các bạn còn nhớ không? Cùng nhắc lại cho cô nhé. Phép liệt kê là sự sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hai cụm từ cùng loại. Vậy thì từ đó, các em nhìn vào văn bản và gạch chân cho cô những câu văn nào mà trong câu đó có nhiều sự việc được kể ra. Và được sắp xếp liên tục, kết hợp với việc sử dụng nhiều về dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy hoặc sau dấu hai chấm là hàng loạt dấu gạch ngang đầu dòng. Đây chính là dấu hiệu của phép liệt kê. Gợi ý, phép liệt kê trong văn bản này, đấy là liệt kê về đồ chơi, thức ăn hoặc quần áo, hoặc là dọn dẹp phòng ngủ 10.000, trông em giúp mẹ quét dọn sân, kết quả học tập tốt, hoặc là 9 tháng 10 ngày con nằm trong bụng mẹ miễn phí, những đêm thức trắng lo lắng, cầu nguyện khi con ốm đau miễn phí, những giọt nước mắt khi con nghịch ngợm mà không nghe lời mẹ miễn phí, tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mà mẹ dành cho con trong suốt mấy năm qua là miễn phí. Câu 2B, tác dụng của phép liệt kê. Sau khi tìm được phép liệt kê, các bạn phải nhớ lại tác dụng của phép liệt kê. Nhắc lại cho cô một chút nhé. Phép liệt kê có tác dụng là diễn tả được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay của tư tưởng, tình cảm. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là giúp tác giả trình bày một cách đầy đủ, phong phú và sâu sắc hơn những thứ mà mẹ có thể hy sinh cho con vô điều kiện. Lưu ý, các bạn phải nêu tác dụng rồi gắn với nội dung cụ thể của câu văn chứa phép liệt kê. Khi đó mới được chọn số điểm, còn ngược lại thì các bạn sẽ bị trừ điểm. Các bạn có thể trả lời theo nhiều cách khác nhau miễn là hợp lý và chính xác. Câu 2C, đặt một câu có sử dụng dấu gạch ngang dùng để đánh dấu phần giải thích. Cũng giống như câu 2C đề số 1, trong thao tác đặt câu, các em nhớ lại, vận dụng để giải quyết yêu cầu của câu này.
Trước khi đi vào đặt câu, chúng ta cùng nhớ lại cho cô kiến thức về dấu gạch ngang nhé. Ai còn nhớ về hình thức và tác dụng của dấu gạch ngang thường đặt ở những vị trí nào và có tác dụng ra sao không? À, nó có thể đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu này. Nó có thể đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc là để liệt kê này. Hay là nó thậm chí có thể đặt ở giữa để nối các từ nằm trong một liên danh. Và ở trong câu này thì chỉ yêu cầu đặt câu có sử dụng dấu gạch ngang, không yêu cầu nội dung cụ thể, nên các em có thể đặt câu với nhiều nội dung khác nhau. Ví dụ, Nam gạch ngang, học sinh lớp 7A, là một học sinh giỏi. Lưu ý, đặt câu phải có đầy đủ thành phần chủ ngữ, vị ngữ, phải đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung nếu có, và câu phải có dấu câu đầy đủ, thích hợp. Thường các bạn hay quên các dấu ở cuối câu, như thế sẽ bị trừ điểm. Như vậy, cô trò chúng ta đã ôn tập và vận dụng kiến thức thông qua việc phân tích, thực hành phần 1 của đề. Bây giờ chúng ta cùng ôn tập sang phần 2 lớn. Phần 2 là phần tạo lập văn bản. Phần này, hồi nãy cô đã đọc cho các bạn nghe cả hai đề. Chúng ta sẽ được lựa chọn một trong hai đề. Một đề là lập luận chứng minh và một đề là lập luận giải thích. Đề 1, chứng minh câu tục ngữ lá lành đùm lá rách. Và đề 2, giải thích câu tục ngữ học, học nữa, học mãi. Cô đã cho ôn kỹ các bạn cách thức làm bài ở đề số 1. Tuy nhiên, cô nhắc cơ bản lại một lần nữa cho chúng ta nhớ kỹ hơn nhé. Nắm phương pháp làm bài của mỗi kiểu bài. Hình thành dàn ý vào giấy nháp trước khi làm bài. Đối với văn nghị luận thì chúng ta cách lập luận phải rõ ràng, luận điểm, luận cứ cụ thể, xác đáng. Bài làm cần mở rộng, liên hệ với các câu chuyện, câu tục ngữ khác, câu danh ngôn có nội dung tương tự để bài làm được sâu sắc và thuyết phục hơn. Bố cục 3 phần rõ ràng, cụ thể, lời văn phải trong sáng, dễ hiểu, chia đoạn phần thân bài một cách hợp lý, có sự gắn kết nhịp nhàng giữa các đoạn ở phần. Giữa các đoạn các phần, chú ý không lẫn lộn kiểu bài hoặc làm thể loại, làm lẫn sang thể loại, tự sự, miêu tả, và dàn ý cụ thể của mỗi đề sẽ như sau. Đề 1. Dân tộc Việt Nam vốn chịu nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh, thiên tai. Vì thế, ông bà ta thường nhắc nhở con cháu lá lành đùm lá rách, hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ trên. Cô gợi ý, ở phần mở bài, các em sẽ giới thiệu và dẫn dắt được truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Từ đó, chúng ta hình thành luận điểm xuất phát và trích dẫn nên câu tục ngữ. Đấy là yêu cầu cơ bản của phần mở bài. Nếu như các em thiếu thì các em sẽ bị trừ điểm. Phần thân bài, ta sẽ giải thích ngắn gọn câu tục ngữ, bao gồm giải thích cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khẳng định, câu tục ngữ trên thể hiện được truyền thống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của dân tộc Việt Nam. Từ đó, rút ra vấn đề nghị luận, đấy chính là khẳng định lòng yêu thương, đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đây cũng chính là luận điểm phát triển. Sau đó, chúng ta nêu và phân tích các biểu hiện của tinh thần tương thân tương ái của con người Việt Nam, hay còn gọi là nêu dẫn chứng. Ví dụ, ta có thể nêu dẫn chứng như: từ xa xưa, trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đất nước đói nghèo bởi sự bóc lột tàn bạo của những vua chúa phương Bắc, cho tới thực dân và đế quốc, mọi người chung tay giúp đỡ, cứu mang lẫn nhau, hủ gạo cứu đói, hủ gạo nuôi dân là những phong trào nhường cơm xẻ áo. Như thế được khơi dậy một cách mạnh mẽ, tạo nên sức mạnh của toàn dân tộc, giúp cho chúng ta đánh thắng được những kẻ thù hung hãn nhất. Ngày nay, trong cuộc sống thường nhật, chúng ta không khó bắt gặp những hành động, việc làm thiện nguyện đầy ý nghĩa, nhân văn sâu sắc như giúp đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn như các chương trình Cặp lá yêu thương, Điều ước thứ bảy, Quỹ vì người nghèo, Bữa cơm có thịt, hay gần gũi với học sinh chúng ta nhất, đấy là phong trào nụ cười hồng, cùng bạn đến trường hay cùng bạn vui Tết, vô cùng ý nghĩa và ấm áp. Thể hiện lòng tương thân tương ái vô cùng cao đẹp,
trở thành truyền thống đầy nhân văn xuyên suốt 4.000 năm lịch sử của dân tộc ta. Hiện nay, chúng ta đang sống giữa những ngày tháng đầy âm u bao vây bởi cơn đại dịch toàn cầu COVID-19 đã và đang khiến cho thế giới bị đảo lộn, cướp đi sinh mạng cả hàng trăm ngàn người trên thế giới, đẩy hàng tỷ người vào cảnh thất nghiệp và hàng trăm người chết đói vì thiếu lương thực. Và ở Việt Nam ta cũng không ngoại lệ, cũng đang phải hứng chịu những tổn thất vô cùng lớn lao, nhất là những người nghèo. Và cũng ngay lúc này đây, truyền thống tương thân tương ái thể hiện một cách sâu rộng và rõ ràng hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đều chung tay quyên góp, giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp cùng với chính phủ và gói cứu trợ 62.000 tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào qua cơn hoạn nạn. Đấy chính là những hành động tình nghĩa cao đẹp đã được xây đắp từ lâu đời của dân tộc ta. Chúng ta có thể mở rộng vấn đề nghị luận bằng những câu ca dao tục ngữ có ý nghĩa tương đồng. Và cuối cùng, ta nên phê phán lối sống ích kỷ, chỉ biết có bản thân, đi ngược lại với truyền thống nhân ái của dân tộc. Cuối cùng là phần kết bài. Ở phần này, chúng ta khẳng định ý nghĩa của câu tục ngữ. Đây chính là luận điểm kết thúc. Và một việc làm không thể thiếu đấy là nêu ra bài học nhận thức của bản thân, hay còn gọi là liên hệ bản thân. Như vậy, cô đã giúp chúng ta có những định hướng nhất định để làm chúng ta làm bài này. Các em sau tiết học này sẽ hoàn thành dàn ý thành một bài văn hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta cùng giải quyết đề 2. Giải thích câu nói của Lenin: học, học nữa, học mãi. Cũng giống như đề 1, cô cũng có những góp ý, gợi ý phần làm lập dàn ý như sau, các em tham khảo nhé. Phần mở bài, chúng ta sẽ dẫn dắt và giới thiệu được câu nói của Lenin: học, học nữa, học mãi. Đây chính là cách chúng ta nêu luận điểm xuất phát và trích dẫn được câu nói của Lenin. Ở phần thân bài, chúng ta sẽ giải thích cụ thể câu nói của Lenin: học, học nữa, học mãi là gì? Rút ra vấn đề nghị luận đề cao việc học. Tại sao phải học? Tại sao phải học nữa, học mãi? Ý nghĩa của việc học, học nữa, học mãi. Học sinh cần làm gì để thực hiện lời dạy của Lenin? Phê phán lối học nào? Ví dụ, lối học đối phó, học tủ, học vẹt. Và cuối cùng là phần kết bài. Ta khẳng định lại lời dạy đúng đắn của Lenin là một tư tưởng vô cùng sâu sắc. Và cuối cùng, các em phải liên hệ chính bản thân mình, rút ra bài học nhận thức được cho bản thân. Lưu ý, hình thức làm bài, lời văn phải mạch lạc, rõ ràng, trong sáng, có cảm xúc. Văn bản có bố cục 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Chia đoạn phần thân bài một cách hợp lý, có sự gắn kết nhịp nhàng giữa các đoạn, các phần. Như vậy, chúng ta đã ôn tập tổng hợp xong những kiến thức cụ thể của học kỳ 2 dựa trên 2 đề kiểm tra của năm học trước. Cô xin giới thiệu thêm một đề kiểm tra nữa để chúng ta có thể tiếp tục ôn tập và thực hành làm bài để rút kinh nghiệm cho mình, tránh những sai sót đáng tiếc xảy ra trong kỳ kiểm tra tới. Đây là đề 3. Tuy nhiên, ở đề số 3 này, cô sẽ không hướng dẫn từng thao tác tỉ mỉ nữa. Hy vọng các em đã nắm chắc kiến thức và kỹ năng để giải quyết những câu hỏi. Cô chỉ gợi ý một vài câu khó thôi các em nhé. Ví dụ, ở câu 1B đề yêu cầu: theo em, bức tranh của cô học trò đã giúp cô giáo hiểu ra điều gì? Gợi ý: có thể theo cách hiểu của các em miễn là hợp lý. Ví dụ: bàn tay mang ý nghĩa sâu xa, biểu tượng cho tình yêu thương. Một cử chỉ yêu thương dù nhỏ nhưng có thể chạm khắc vào tim người khác. Sự yêu thương, thấu hiểu luôn khiến người ta ghi nhớ sâu sắc. Các em lưu ý, nếu các em viết nguyên văn trong văn bản: cô nhớ những giây phút ra chơi thường dùng bàn tay để dắt August bước ra sân, các em sẽ bị trừ điểm vì chưa làm rõ điều hiểu ra của cô. Hay tiếp tục ở câu 2C, đặt một câu có sử dụng phép liệt kê nói về tình cảm của em dành cho thầy cô giáo. Chỉ rõ phép liệt kê đó, cô gợi ý: khi đặt câu, các em phải đặt câu đáp
đáp ứng yêu cầu thể hiện tình cảm của em dành cho thầy cô. Các em phải đặt câu có sử dụng phép liệt kê và phải chỉ ra phép liệt kê đấy. Và cuối cùng, câu văn của các em phải có dấu câu hợp lý. Các em lưu ý cho cô. Các em phải nêu tối thiểu là hai biểu hiện về tình cảm. Ví dụ, yêu quý, kính trọng, biết ơn là ba biểu hiện về tình cảm. Những người thầy, người cô đang ngày đêm lặng lẽ cống hiến cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Nếu như học sinh chỉ đưa ra những nhận xét về việc làm của thầy cô thì sẽ bị trừ điểm vì nhận xét đánh giá khác với thái độ tình cảm. Ở phần tập làm văn này thì các em sẽ dựa vào kỹ năng cô hướng dẫn ở hai đề trước để làm bài. Cô sẽ tổng kết một số kỹ năng cơ bản mà các em cần phải nắm cho kỹ lưỡng nhé. Các em phải nắm phương pháp làm bài của mỗi kiểu bài này, hình thành dàn ý vào giấy nháp trước khi làm bài. Đối với văn nghị luận thì chúng ta phải có cách lập luận rõ ràng, phải có luận điểm, luận cứ cụ thể xác đáng. Bài làm cần mở rộng, liên hệ với các câu chuyện, các câu tục ngữ khác, các câu danh ngôn có nội dung tương tự để bài làm được sâu sắc và thuyết phục hơn. Bố cục 3 phần phải rõ ràng, cụ thể. Chia đoạn phần thân bài một cách hợp lý, có sự gắn kết nhịp nhàng giữa các đoạn, các phần. Và các em chú ý, đặc biệt chú ý, không lẫn lộn kiểu bài và kiểu thể loại, bởi vì phần này nó khiến cho chúng ta bị mất rất là nhiều điểm. Cuối cùng là phần hướng dẫn tự học. Các em nhớ ôn lại toàn bộ những trọng tâm kiến thức đã học của 3 phân môn tiếng Việt, văn bản và tập làm văn. Sau đấy, các em phải vận dụng vào thực hành và thực hành vào đề số 3 trong bài học. Như vậy, chúng ta đã ôn tập tổng hợp xong những kiến thức cụ thể dựa trên những đề kiểm tra cụ thể. Chúng ta đã nắm bắt được cấu trúc đề bài và các dạng câu hỏi thường gặp và nắm được những kỹ năng làm bài kiểm tra học kỳ 2. Cô mong các em sẽ vận dụng tốt những gì chúng ta đã ôn luyện trong bài học ngày hôm nay. Cô mong các em sẽ tự giác ôn lại toàn bộ bài học và thực hành hết đề số 3 nhé. Cô chúc các em học sinh vui khỏe, chăm ngoan và học thật giỏi. Xin chào tất cả các em.